Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu người nè. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Anh em nào mua hàng mà đơn hàng 300 ngàn chuyển khoản đủ bao ship ha. Còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Rồi, đầu tiên là một cái cây mỏ lết của Mỹ nha. Đây, cây này xây 300 anh em. USA nè. Rồi, số 1 300k, số 2 150.000 ha. Cây mỏ lết của ba cô Will Đành nè, nó xây 300 anh em ngàm ha. Số 2 150, số 3 250 anh em. Đây, con này nó có mọc ha, nó mọc bên đâu, bên đây là chỗ này nè ha, thầy chưa vệ sinh đó anh em thấy ha, cái mọc nè nó hai cây mặt lử anh em. Rồi, số 3 250 nha. Số 4 hai cái lử này bán anh em là 300.000 nha. Nè, có mọc bên đây ha. Đó, mọc bên đây nè. Là chữ này nè ha. Đó, rồi, con này cũng có mọc nha. Đó. Số 4 300. Số 5 một cái lưỡi 216 bán giá 150 ha. 216 150 nha anh em. Hộp kim ha, 16 150. Rồi, cái đèn pin nè, cái đèn pin nè, đèn pin 100k nha, đèn pin 100k. Một cái búa nè, một cái búa đóng đinh nè, đóng nhau đinh nè, búa này 120.000 nha anh em, lót vô ha. Đây có mấy cái cây kéo cắt tôn nè, 100k nha. Trăm cây cái cắt tôn. Rồi, có một bộ đồ này, bộ này bán giá 300.000 ha, bộ này đầy đủ nha. Đây, đây, đây bộ đồ này 300.000 ha. Đó. Còn máy nhắn lên tinh lên cho nên cái cắt cành lết nha, cảo nè, đây có cái cần bấm anh em, cái này bán cho anh em là 250 nha, 250 nha, cần bấm 250, đây kéo tỉa nhanh 100.000 ha. Rồi, anh em mua liên hệ một số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề ha, ấm gầy, lo đi chơi mới lên clip lại nha anh em.